chị nghe, chị nói em chưa nghe. Em còn tiến cử cho ổng thu bên lát ta nữa làm chương trình á. À, thì đó con Ngọc Sương nó diễn lúc đó sao tự nhiên em quên mất chị à. Em nói thiệt, cháu hỏi có lỗi. Tại em đề cử, rồi đưa Ngọc Sương vô diễn cái cánh này nè. Chúng ta dẫn chưa? Sượng Trân. Làm sao Ngọc Sương dưỡng bằng chị được, em tin. Em á cứ ách giữa đàn em hay hoàng vào cổ đó chị biết không? Tiến cử, rồi anh diễn thì người ta không có chê, người ta chê Ngọc Sương. Đúng, cho nên là không đạt phải không? Không có đạt, nó diễn bị sượng quá. Cho nên chính vì vậy hôm bữa nó áo lỗi cho em. Nó nói để được có mặt đây nói nghe. Nó nói đúng rồi, hôm trước á nó muốn kêu đài truyền hình mà diễn ăn với Ngọc Ngọc Can gì đó. Mặt Can. Là tại vì ý nó cũng nói rằng người ta muốn nghệ sĩ với nhau có tên tuổi. Có tên tuổi chứ nếu không là em sẽ kêu chị với lại người kiện. Làm bữa nó có đến tránh cho em. Đó em đã làm cái chuyện kiếm tiền Tết cho mấy vị mà. Đó cái năm mà đề cử là cũng kiếm tiền Tết. Còn cái đợt vừa rồi em kể chị là tiến cử cho đài truyền hình á, ảnh được cách xây 2,5 triệu. Chú Kiên Giang của mình á lên đọc cốt câu thơ nó cũng được 2,5 triệu. Mặt ra cũng được 2,5 triệu. Đó em tiến cử thì em không được cái gì hết. Nhưng mà hay á thì không sao. Mà chở đài nó chỉ em. Chứ chị sau này chị đi diễn cái bánh này với nhiều nơi vậy ảnh thì rất là đạt. Người ta vỗ tay rất là đạt. Mà người ta lại quay về cái hình dung giữa Ngọc Sương trước kia cái bánh này là nó không có giảm dĩ dạng với nhỏ mà chị. Nó chỉ diễn một cái mức độ nào đó thôi. Mà chị cũng thông cảm với đó là tại vì nói với Hồ Kiển không có xứng nổi đôi được. Cho nên giữa cái đó nó sẽ ngăn cách cái chuyện diễn xuất. Bữa nay chị diễn chơi chơi á, nhưng mà nó đạt điểm 10. Còn bữa hồi quay em giới thiệu anh Hồ Kiển cho Ngọc Sương qua lát ta, nó diễn khoảng 7 thôi, 6-7 nó sượng trân rồi. Sau đó thì em cũng muối mặt một thời gian, em đâu có dám lú qua. Hồi nãy giờ mình chơi gì mà em may ra. Bữa nay chơi là lắm, tự nhiên bữa đó mà thu hình đó mà chị mà đứng lên chị diễn độ điệu bộ với ảnh nữa. Đó bé nè, cảnh rất liền, ngon lành. Thì nó còn tăng thêm cái diễn xuất nữa. Tại chị ngồi thôi, chị ngồi với ảnh đó. Mà chị còn tính chị lấy cái sông Lan để cho cái đứa nào ở trong sông Lan nó bỏ bỏ cốc 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 cái này nước mới cái bánh cái này mới hay chị em biết là còn em nữa à để kiểu sao bài nào mà có thể ăn ý nhất nữa không còn chứ không có đủ đủ gì đó cá cùng ngôi đó hả phải cái này đại gia không có. Chúc mừng cuộc họp mặt mấy anh em Tụng Ly nha. Tại nhà anh muốn nhất những nghệ sĩ ưu tú. Rồi đây cũng rong lớn rong nhỏ, lớn lớn nhỏ. Chào luôn này. Đó, hai người cùng rong. Chị tin muốn cùng với ai kìa, kìa đúng nhất kéo lên. Chị cầm cái này nha, cầm này đụng với anh ba. Chồng là chấm nước trà đụng gì. Này tính ra đây, còn tính làm gì vậy, tính quay vậy.